Hello anh em, mình vô tình mình thấy được một cái lưới của ai mà người ta chắc người ta lưới cá xong người ta giục. Mình đi dọc dọc theo lưới mình phát hiện một con rắn này các bạn. Mình thì không dám bắt rắn này cho nên là mình vừa mới gọi thằng cu em của mình vô để nó bắt rắn này. Con rắn nó đang còn sống này các bạn thấy không? Đó, đó, bạn thấy không? Con rắn nó đang còn sống này. Mình không dám bắt, mình chờ cu em vô nó bắt. Ok, anh em mình vừa mới vô này, bây giờ nó bắt đầu chuẩn bị bắt con rắn này nha. Đó, trời em cực kỳ dạn, thò tay vô là chụp ngay cổ con rắn luôn. Nó đang có bầu. Chúng to mà. Vừa răng mà gỡ nó ra đây nè. Cạp cho bây giờ. Cạp được, cạp. Rắn phải giờ chuỗi thẳng tới hoặc là xé đứt lưới đi. Rạch lưới bớt nè. Ok, chắc là mình phải cắt lưới đi các bạn. À, dính chưa kịp quay, trời đầu kia vừa mới dính con cá nữa kìa. Mà đây mình đang bắt rắn, thôi mình bắt rắn cho xong rồi đã rồi mình quay lại cá tiếp nha. Giờ rắn mà có cái kéo gì để cắt được lưới không hậu? Xé lưới cho anh ơi. Xé lưới luôn. Shit. Sorry mình làm cameraman nhưng mà sẽ thò tay xuống xé lưới phụ. Không, má khó lắm, phải chỉ cắt. Bắt thiệt chứ, con này mấy bữa này. Hắn đi đánh gì trời? Đéo biết. Hắn đang có bầu nè, bụng. À, hắn mới ăn con cá thì phải. Chắc là nó bò vào lưới nó ăn cá à. Ờ, chắc là ăn cá. Bụng to đùng. Trên xe không có chi cắt được luôn hả? Không. Ngạn trời. Mình kiếm cái cây mèn chai hay cái chi sắc sắc á. Để kiếm cái gì sắc sắc nè. Ok, bây giờ mình chế lấy cái ống lon người ta giục ngoài đường xé sao cho nó sắc sắc rồi mình cắt lưới nha. Xé giật lên luôn, được không? Thử giúp tay cho em. Trời má, thật sự con rắn to lắm chứ. À, bây giờ của em mình nó vừa mới chế xong cái thiết bị cắt lưới. Bây giờ mình sẽ cắt lưới này ra để mình lấy con rắn nha. Phụ cắt đi bà. Ok, của em mình nó bắt mình cắt rồi. Đây, xem đây à. Chỗ nào, cắt dây nào anh bán cắt. Ra đi, đó, cắt đường em nó là cắt. Ok. Đó, cắt đi. Con này chắc nó chui vô ăn cá à. Oh no. Cầm đi kéo móc này lên nè. Vô đẹp à. Câu lâu không? Mới vô. Câu lâu, vô câu lâu. Hay là siêu xíu về. Câu tối kiếm cái bóng. Để chạy về lấy nước rồi nha. Ừ. Nhà không có cái lưới bỏ rắn vô cho nó bơi cho hay. Hết chưa? Ô rớt rớt rớt. Còn rớt nhanh lên, hắn cá gần chết rồi đó. Ơ à, con rắn gần chết rồi đó. Hướng nào nữa? Hắn khổ lắm rồi đó. Từ cắt trên đi cho hết rồi đi, tí tháo nó ra luôn. Hay còn không? Cái cổ anh bị nghẹt cổ này này. Biết tay sao á. Bây giờ hắn cắn. Cắt trước trước cái mỏ rắn này. Mình sợ quá. Cầm chặt nha, lao lên đớp anh cái là xong rồi đó. Đi câu cá không được bao nhiêu, bị rắn cắn rồi toang rồi đó anh em ạ. Chú cửa đó thì dứt tay anh mất rồi cũng căng hả rồi chứ được hết cũng này đâu kia má thua mình vẫn đầu mắt nè rồi đây từ rồi đó cứ từ rồi
clip cố gắng nào, clip phải hy sinh. Anh em mình kêu làm clip phải hy sinh, nhưng mà mình sắp tháo được con rắn ra rồi nha các bạn. Nhìn nó sắp ngọm rồi. Bóp cuộn đâu, bóp nhẹ nhẹ thôi, bóp vừa thôi, bóp quán chết tội. Ai dặn lưới ở đây biết đủ một cây không nữa chứ. Yeah, còn ít. Thấy mận chết người hắn. Thì tháo qua thì chỗ môi tháo ra thôi. Đây rắn của mình này các bạn. Cắt ra. Cắt một cắn. Tiếp kìa. Ừ. À, đứng dơ người tay hết cái con người mình, mặt mình là xong luôn đó rồi, bạn ơi rồi. Hết chưa? Sơ rồi sáng rồi, tự nhiên thì thẹt thắt nhỏ lắm. Tháo nó về với tự nhiên này. Tháo nào chứ, tháo cho hết rồi kìa. Rồi. Trên cái cổ vẫn còn mắt mà. Ok. Làm clip phóng sinh luôn đi, hắn mới ăn no này, tội hắn. Đây, thả hắn đi, cái nhỏ tí thôi đi, cái đi. Cái bụng hắn sình nữa, nó thôi, cho hắn nhỏ lắm. Cô em thôi, mình đang còn khuyên cái. Mình sẽ thả nó về với tự nhiên các bạn. Ok, vậy thì đúng rồi, nên thả. Quyết định là giải thoát cho nó xong rồi mình sẽ thả nó ra nhé các bạn. Nó quá nhỏ để nó lớn lên đây. Lớn lên mà mai mốt mà nó vẫn còn ham ăn vào mấy cái lưới này, này thì đó là số của nó thôi. Vậy phải giải thoát cho nó, giải thoát cho xong luôn đi chứ. Tội nghiệp mà mò đầu ở đây. Chưa ngậm ngậm cả lưới vào trong miệng luôn nè anh em. Chưa. Cứa rồi nó mắc cả mai mốt sao nó nhẹ. Được mà. Rồi đó, cứa cho nó đứt. Cứa đi. Nó cắn nó mò hắn giờ hết sức. Thả không biết có bơi được không. Giờ mò nó dưới lưới à. Ừ. Thì cắt hết mấy cái lưới này để ấy nè. Chưa lấy ra được hả? Được rồi. Tháo ra để thả nó ra cho nó sống. Con này nhỏ quá hả? Lỡ mày là nó là dạng nó là to sao? Biết đâu. Nó nhỏ tí mà. Anh ăn là cái bụng nó to thôi nè. Người ăn còn được. Nước ở bên này là to nè. Còn cái tấm này nó gì? Ừ, tao không biết ăn đi nó gì. Ở đây. Chứ đó tí là thấy sau đi, chạy xử lý cái đầu cho nó thở chứ cái. Ở đây xong rồi, ý là mở cái đuôi ra được nè. Mẹ con đi, có con mèo đi. Thôi cái đầu xong rồi. Rồi anh thấy rồi. Chưa mà xong rồi. Cái đầu thấy còn lưới lên này này. Đuôi đuôi này ra. Còn nó không lên nữa. Bụt cái ta đéo nào nữa. Con này nó còn mắc cái đuôi phía sau này các bạn. Cực kỳ khổ. Rồi lên. Chón lên bờ một tí đi. Rồi thì coi lại cái cổ của nó coi. Rồi. Đâu, ấy cho xong cái miệng nó rồi. Kìa, đó kìa. Nó còn mấy sợi đi. Không, ngay cái cổ nó còn chặt lắm. Tháo cho xong đi, ra nó không sống được tội. Đây nè, vừa con nè, vừa ra hết rồi. Vừa hết đi. Nè, cắn ngay đây cắn. Đó. À, tiếp. Rồi. Cứu cho xong luôn nhá. Không ăn thịt thì cứu cho xong nhá. Ôi nè. Rồi hết rồi. Chưa, còn đóng trong răng hắn dính mấy cái sợi ngắn ngắn mình cắt hết rồi. Được rồi. Cái cổ ở dưới đó. Rồi xong, cứu anh đi, cứu anh xong anh đi. Chắc con đã lên nó là ăn cá đó. Ừ. Cái lưới á. Đấy cái bụng nó rồi. Rồi. Sẵn sàng thả chưa? Thả vô đây. Đủ quá. Thả dưới nước mẹ đi. Từ thả mình quay phim thả chứ mình thả. À, đây này. Đâu? Ra sạch sạch. Từ từ, hay là thả trên bờ, bơi đâu, bơi. Điên nè. Bơi, tắm chết đó. Dưới này đi hả? Nó no rồi, giờ nó đi. À.
Thả vứt vậy chứ đứng. Đây, thả chỗ này đấy, đứng, đứng ngay đây đi. Nhanh nè. Ngay đây đi. Tao vứt xa. Ok, mình thả ra, gần gần để thấy. Đúng nhất mẹ được, đủ má là gần. Đúng cây à. À, nó bơi rồi các bạn, đó, đầu nó đang ngóc nè, nó đang đi bơi đi vô. Chích mẹ anh vô lại mắc lưới tiếp. Đi kè, cút đi. Né né, để anh coi coi, nó bơi đi đâu coi. Trình né né né. Chạy ra đi, rồi nó bò lên dính, bắt tiếp. À, nó núp xuống nước rồi. Khi mà thấy được nó bơi thì mình biết được là nó vẫn còn sống nha các bạn. Ok, sống là ok rồi. À, nó bơi xa đầu kia rồi kìa. Nhưng nó vẫn tìm cách để vô bờ. Kiểu mà anh không vô xa xa được, không no rồi giờ anh kiếm hàng vô bờ. Vô bờ nó mắc lưới tiếp rồi, anh cũng ra đi à. Thì chạy theo ra, anh vô bờ thì lên quay clip anh vô máu. Thế đó. Ô, mình sẽ đi theo, mình coi thì coi nó còn sống không nha. Shit, vô bờ lại mắc lưới tiếp rồi, con này lại ra đi. Đó, nó lên bờ rồi này các bạn. Tấn này chắc nó sống trên bờ, xuống đây nó ăn cá nó chính nha. Ok. Qua lưới đi con trai. Đó, các bạn thấy không, nó đang bơi này. Khúc này hết lưới rồi, ok. Trời ơi, nhưng mắc lưới tiếp rồi. Mình đã thả nó một lần rồi nhưng mà nó cũng không biết nó bơi sao mà lại mắc lại cái lưới của người dân tiếp rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ phải hy sinh thả nó, tháo ra thêm một lần nữa, sau đó rồi thả lên trên đất, nó thích đi đâu đi. Còn nếu nó cầm cái rạch nó không? Không, nếu nó mắc lại thêm một lần nữa thì mình chào tạm biệt em nó thôi, chứ giờ cũng không biết sao. Bây giờ giả sử như mình không đi theo nó là nó mắc ở đây là nó ra đi rồi đó các bạn. God. Thế còn cầm cái rạch không? Không không. Cái rạch ôi trời đẹp ghê, mượn tấm mượn điện thoại mà. Rồi, đi. Điện thoại các bạn. Dạ. Ok, là phải tiếp tục công cuộc thứ hai giải cứu chú rắn. Hy vọng là bây giờ mình thả lên trên bờ thì chú sẽ sống. Rồi cầm cổ đi. Quá. Cái đuôi tay quấn lên tay mình chờ vài chuối. cái đuôi nó cuộn lên tay này bạn thấy không, rất là nhột. Thôi đem lên bờ thả. Ok, bây giờ mình quyết định đem lên bờ thả nha. Còn cái nó có sống được tiếp nữa hay không đó là số của nó. Trời ơi, chè nó đi. Hả? Gần xong. Ừ. Là số của nó chứ mình là chịu rồi đó. Nhột. Quấn. Thú rồi. Giật con nó tí rồi bắt xong. Đầu kia mình có cá đang dính câu nha các bạn. Có vẻ như là ý tưởng. Chè đi rồi xong rồi, xong rồi. Thán bờ nha. Đi 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 đi. Cá to. Kéo lên luôn đi. Rồi thả ra đi rồi để anh em ấy coi. Trời ơi, quá ngon, bao đẹp đây. Trời ơi. Thả con rắn. Em mình cầm rắn vào tay à. Ok, bây giờ mình sẽ cắt mấy cái sợi dây lưới thứ hai cuối cùng của nó để thả nó về đất nha. Bây giờ mình quyết định là ném nó về đất chứ không ném nó về. À, tôi ngồi đến tối luôn đó nha. Ok chưa? Ok. Hết chưa? Rồi. Ok. Để mình đi theo mình quay của em mình thả rắn lại về với thiên nhiên nha. Đâu rồi? Rồi khoan, để vô trong bụi cỏ. Đấy nè, thả ra. Rồi, thả xuống nha. Rồi. Bây giờ là nó có sống được hay không đó là phụ thuộc vào quyền sinh tồn của nó nha. Chứ mình là thả đây là lần thứ hai rồi các bạn. Ok. Nó may mắn. Em cho nó cục đá cho nó chạy xa, người ta thấy người ta bắt nó kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ đón xem các clip tiếp theo của mình nha.